Chiều nay, ông Park Hang-seo xuất hiện tại lễ công bố và bốc thăm vòng chung kết giải vô địch bóng đá sinh viên toàn quốc, sinh viên Champions League 2022. Sự xuất hiện của ông khiến nhiều người bất ngờ và phấn khích. Nhiều người chạy đến xin chữ ký của vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Trước đó, ngày 17 tháng 10, VFF và huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo đã thống nhất về việc chấm dứt hợp đồng giữa hai bên vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, sau hơn 5 năm gắn bó. Quyết định chia tay của VFF và ông thầy người Hàn Quốc cũng đồng nghĩa với việc giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo trên cương vị huấn luyện viên đội tuyển quốc gia là AFF Cup 2022 vào tháng 12 tới. Trước thông tin về việc ông Park Hang-seo chia tay bóng đá Việt Nam, nhiều người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối. Tại sự kiện, ông Park Hang-seo đã cùng đại biểu chứng kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo và U Sports ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng, tổ chức và phát triển bóng đá sinh viên giai đoạn 2022-2026.